Công tác phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại bến xe Mỹ Đình đã được triển khai ngay từ những ngày cuối tháng 12 năm 2020. Với đặc thù là bến xe phục vụ chủ yếu lượng lớn hành khách đi về phía Tây Bắc và ngược lại, đại diện bến xe dự kiến lượng khách qua bến sẽ tăng khoảng 30-50% so với ngày thường, tập trung vào trước ngày 23 tháng Chạp và ngày bắt đầu nghỉ Tết âm lịch theo quy định của nhà nước. Bến xe và các nhà xe đã chuẩn bị những phương án tăng cường để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Ngày thường thì sẽ là 30 phút một chuyến, thì ngày Tết thì sẽ tăng cường đến 10-15 phút một chuyến trong tất cả các ngày. Và chạy xuyên Tết thì giá vé vẫn là niêm yết và lượng xe hiện tại là đang dự tính là tầm 80-100 lượt một ngày. Qua dự đoán thì bến xe cũng đã làm việc với các đơn vị vận tải và dự kiến sẽ tăng cường xe trong 10 ngày trước Tết, 10 ngày sau Tết là khoảng vào tầm khoảng hơn 800 xe. Hơn 800 lượt xe và hiện nay thì các giá vé trên các tuyến đường thì các đơn vị vận tải không tăng giá vé. Bên cạnh đó, bến xe cũng chủ động triển khai các phương án phối hợp với tổ công an phường, quận và các cơ quan ban ngành chức năng thành phố trong công tác gìn giữ an ninh trật tự, an toàn xã hội cũng như đảm bảo công tác phòng chống sự lây lan chéo của dịch bệnh trên địa bàn bến xe. Trong dịch gần Tết này thì chúng tôi thường xuyên đi tuyên truyền và có phát loa và có hướng dẫn mọi người khi giữ đúng cách cự ly cũng như là vệ sinh môi trường cũng như vệ sinh cá nhân cũng như là làm tốt cái công tác chống dịch cho cá nhân và cho cộng đồng. Đến thời điểm này, mọi công tác đảm bảo nhu cầu đi lại cho người dân tại các bến xe đã sẵn sàng. Lực lượng chức năng khuyến cáo mọi người có nhu cầu đi lại các tỉnh thành khác nên vào tận bến xe để mua vé đúng theo quy định hoặc đặt mua vé online tại các địa chỉ chính thống của bến xe và nhà xe đã đăng ký để được phục vụ chu đáo. Không nên đứng ngoài đường bắt xe hoặc đi xe hợp đồng trá hình gây ảnh hưởng đến trật tự giao thông trên các tuyến trong dịp Tết Nguyên đán.